Vâng, xin chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bà Hồng Audio. Cuộc sống hiện đại chúng ta bắt buộc phải quay guồng theo những cuộc sống xung quanh, khiến cho những việc mà trải nghiệm cá nhân cũng dần trở nên nhanh hơn và tinh gọn hơn. Chính vì vậy thì những hãng sản xuất thiết bị âm thanh cũng làm ra những cái sản phẩm để giúp cho người chơi có thể sử dụng một cách nhanh chóng, thuận tiện và vận hành nó một cách rất là công nghệ, kết nối đa dạng từ điện thoại cho tới mạng Internet. Và hôm nay Bà Hồng Audio muốn giới thiệu đến với mọi người một bộ combo sản phẩm đến từ hai thương hiệu Marantz và JBL. Và combo này thì nó sẽ hội tụ đầy đủ những công nghệ mới nhất hiện nay để khả năng stream nhạc online, cũng như là khả năng kết nối thông minh không dây và kết nối rất là nhanh chóng với các cái thiết bị TV, nguồn phát nhạc số. Thêm nữa thì chúng ta có thể hoàn toàn kiểm soát và làm chủ chiếc âm ly này thông qua một chiếc điện thoại di động. Quả thực sự rất là thuận tiện, đúng không ạ? Nếu như trước đây chúng ta cần rất nhiều thiết bị để có thể cấu thành nên một bộ nghe nhạc, thì ngày nay việc nghe nhạc trở nên đơn giản vô cùng, chỉ cần với một chiếc âm ly và một cặp loa là chúng ta đã có hoàn chỉnh một hệ thống chơi nhạc stereo hi-fi chất lượng cao rồi. Hôm nay thì Bà Hồng Audio mang tới đây để gửi tới quý vị bạn một combo bao gồm một cặp loa JBL có model là L82 Classic. Đây là cặp loa rất là thành công. Nó được làm với một cái sự tham chiếu của cặp loa lừng danh nổi tiếng của JBL có model là L100 Century trước kia. Sau cái chuỗi thành công của L100 Century thì họ đã dừng sản xuất. L100 Century thì ra đời khoảng ở những thập niên 70, và sau đó thì họ đã dừng sản xuất, không ra đời những cái dòng loa đó nữa. Và những người yêu JBL, yêu sự hoài niệm, yêu nét cổ kính, luôn mong muốn được sở hữu một cặp loa giống như L100 Century trước kia. Chính vì vậy thì JBL đã khôi phục lại cái dây chuyền sản xuất của mình vào năm 2018 để làm ra hai cái series, đó chính là L82 Classic và L100 Classic. Đó. Và L82 Classic là phiên bản thu nhỏ của L100 Classic. Nó vẫn mang đầy đủ những cái phẩm chất của một cặp loa cỡ lớn. Cặp loa này thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái giao diện nó hơi cổ điển một chút. Đó, nó dành cho những người thích cổ điển, thích cái thiết kế cổ điển. Mà ngày nay thì em nghĩ là cái thiết kế cổ điển nó vẫn là một cái thiết kế mà được rất nhiều người ưa chuộng. Chúng ta có thể nhìn thấy từ những cái loa di động sách tay, hay là những cái góc để co trong nhà, hay là đi đâu đấy chúng ta cũng bắt gặp những cái không gian hết sức là hoài niệm. Và JBL đã làm lại một lần nữa cái dòng loa này để cho chúng ta có một cái trải nghiệm về hình thức thì nó giống như là những cặp loa cổ điển. Thế nhưng mà về chất lượng thì nó lại được cải tiến, được cải thiện hoàn toàn để phù hợp với những cái dòng nhạc đương đại ngày nay. Đó, tức là chúng ta vẫn có một cái tấm lưới e căng đây, ô bàn cờ bằng mút xốp của JBL, một tấm lưới rất là huyền thoại. Chúng ta nhìn tưởng chừng như nó sẽ che kín hết cặp loa, thế nhưng mà với cái mút xốp này của JBL nghiên cứu thì nó đặt vào nó sẽ không ảnh hưởng tới cái độ phát của âm thanh. Đó, chứ nếu mà chúng ta dùng những cái mút trứng bình thường chúng ta bịt vào như thế này ấy, thì đảm bảo với quý vị bạn là sẽ không nghe tiếng gì nữa. Đó, và đây là một cái điều đặc biệt mà JBL nghiên cứu ra. Chúng ta nhìn thấy nó rất là đẹp, được đặt trong một cái khung gỗ. Đó, được đặt trong một cái khung gỗ. Rất là đẹp đây. Và cái phần e căng nó sẽ nổi khối lên, và họ cắt CNC, và họ cắt thành từng ô vuông rất là đẹp và đều tam tắp luôn. Bên dưới thì chúng ta sẽ có một logo của JBL được làm viền và chữ vàng. Đó, rất là đẹp. Cặp loa này thì được phủ các cái cạnh bên bằng vân gỗ walnut, một trong những loại vân gỗ mà dòng JBL thường xuyên sử dụng. Mặt trước màu đen sần, mặt sau cũng màu đen sần, và cấu trúc của nó thì bao gồm hai cái củ loa. Trong đó thì một củ loa upper được kính là 20 cm. Với những cái dòng loa bookshelf hiện nay thì việc mà có một cái củ loa 20 cm nó cũng là một cái loa bookshelf cỡ lớn rồi. Bên trên chúng ta sẽ có một loa tweeter có đường kính 2,5 cm, và loa tweeter này thì họ sử dụng cái dome titan, một trong những vật liệu thường xuyên được JBL sử dụng để làm những cái
cái củ loa chép của mình. Nó giúp tái tạo tần số rất là tốt, chi tiết, mạch lạc và sắc nét. Với củ Ufer hay gọi củ bát này thì nó có đường kính 20 và sử dụng gân cao su này, màng giấy được phủ một lớp sơn trắng lên rất là đẹp. Chúng ta có một lỗ thoát hơi ở đây. Lỗ thoát hơi này thì được làm hơi loe ra một chút. Đó, và lỗ thoát hơi này nó làm đẹp hơn cái L100 Century trước đây rất là nhiều. Nếu như trước đây thì một cái mặt gỗ như này và họ chỉ đặt một cái ống giấy vào thôi là đã thành lỗ thoát hơi rồi. Và đúng thực sự cái nhiệm vụ của lỗ thoát hơi nó cũng chỉ như vậy thôi, nó không có gì là quá ghê gớm. Những cái việc mà đặt lỗ thoát hơi ở vị trí nào để cho âm thanh hay nhất thì nó lại là một cái vấn đề, chứ không phải chúng ta muốn đặt ở trên dưới hay là đâu cũng được. Họ sẽ phải đo kiểm để xem vị trí nào nó tối ưu nhất cho âm thanh với cái thùng loa và với cái cấu trúc loa này. Đó, và bây giờ thì họ làm một cái miệng kèn bằng nhựa đặt vào, nó rất phù hợp với cái phần mặt này và nó che cái phần giấy ở đằng sau đi rất là đẹp. Bên trên thì chúng ta sẽ có một cái tinh chỉnh. Đó. Điều mà những dòng loa JBL rất hay có đó chính là những tinh chỉnh này để chúng ta có thể tùy chọn cho cái giải cao, tăng hoặc giảm. Những cái loa mới như này thì chúng ta yên tâm là chúng ta chỉnh nó rất là chính xác và không bị sột soạt chút nào. Nếu như bây giờ những dòng loa JBL L100 chúng ta sờ vào, chúng ta tinh chỉnh cái này thì chắc chắn là nó sẽ gây tiếng sột soạt hoặc là nó đã bị kém hoặc là hỏng đi rồi. Đó. Và đây sẽ là một cái cặp loa để chúng ta có thể chơi được ở những không gian phòng cỡ khoảng ở dưới 20m², rất là tốt luôn thưa quý vị và các bạn. Và báo Hùng Audio hôm nay sẽ cập nhật để ghép với một chiếc âm ly đến từ nhà Marang, có model là Stereo 70S. Ở cái model 70 này thì nó sẽ có hai phiên bản, đó là phiên bản xem phim khác nha quý vị và các bạn. Đó, và phiên bản Stereo 70S là phiên bản hai kênh nghe nhạc stereo. Đó, và nó có mức công suất là 150W để có thể phối ghép và điều trị được nhiều dòng loa. Và đương nhiên là nó có thể chơi được từ 4 cho tới 16 ohm, rất là đa năng, đa dạng đúng không quý vị và các bạn. Và đây là một chiếc âm ly vừa mới ra mắt của thương hiệu Marang, thay thế cho đàn em là NR1200. NR1200 thì là một chiếc âm ly đa năng rất là thành công rồi. Và nó lại là một cái thế hệ trước thưa quý vị và các bạn. Một cái thiết kế khác hoàn toàn với những góc cạnh bo tròn cũng như là những cái linh kiện ở thế hệ trước. Và nay Marang Stereo 70S ra mắt để thay thế cho phiên bản đó với một cái diện mạo chúng ta nhìn thấy là hoàn toàn mới. Đây là một cái ngôn ngữ thiết kế về hình thức mới của Marang, về một cái nhận diện thương hiệu mới của Marang. Chúng ta nhìn thấy nó đẹp hơn, nó sang hơn, nó không còn hai lúa như là những sản phẩm Marang trước đây đúng không ạ? Nó đậm chất châu Âu, và chúng ta biết rồi, Marang nguồn gốc xuất xứ là từ Mỹ mà. Cho nên là bây giờ nó làm như này thì thực sự là rất nhiều người sẽ ưa thích cái thiết kế mới này. Đó, và chưa hết đâu, chiếc âm ly này thì nó còn có thể kết nối đa năng cho chúng ta chơi và trải nghiệm. Như em nói ở phía đầu video ấy, thì kết nối với điện thoại, kết nối Wi-Fi, kết nối Bluetooth, kết nối AirPlay, kết nối Google Chromecast rất là thuận tiện luôn. Đó, và ngoài ra thì nó còn có thể kết nối với hai cặp loa và kết nối đủ các loại từ nguồn nhạc số bên ngoài vào, ví dụ như là cáp đồng trục này, cáp Casio, cáp đồng trục này, cáp quang này. Đó. Thêm nữa thì nó còn có 6 đường tín hiệu HDMI vào. Đó, và 3 đường sẽ hỗ trợ HDMI 8K cơ. Thực sự vô cùng là chất lượng đúng không ạ? Và một cái điểm đặc biệt nữa trên chiếc ly này đó chính là những chiếc Smart TV đây. Chúng ta có thể nhanh chóng thuận tiện cắm đường HDMI ARC từ trên xuống chiếc ly này một cách thuận tiện mà không cần phải dùng nhiều dây dẫn như ngày xưa. Đó là một điểm rất hay, và cái đường HDMI ARC thì nó sẽ luôn cho cái chất lượng âm thanh có độ phân giải tốt nhất thưa quý vị bạn. Nếu mà nói đến độ phân giải thì phải nhắc tới cái phần giải mã của chiếc âm ly này. Nó giải mã chất lượng vô cùng là tốt và được tất cả những định dạng nhạc số hiện nay, ngay cả nhạc đĩa đi nó cũng có thể giải mã vô cùng tốt. Ngoài ra thì anh em có thể cắm trực tiếp ổ cứng vào này và kết nối trực tiếp Wi-Fi để chúng ta có thể stream nhạc online từ các kênh nhạc số như là Qbert, Tidal hay là Spotify vân vân. Rất là thuận tiện đúng không ạ? Một cái trải nghiệm âm nhạc rất là nhanh. Đó, và combo này thì hiện tại có mức giá lít cho cặp loa là 62 triệu đồng và chiếc âm ly là gần 25 triệu đồng. Đó. Đương nhiên rồi, tại Báo Hùng Audio thì mức giá 87 triệu đồng nó không phải là mức giá Báo Hùng Audio bán, mà bên em đang
giảm giá khuyến mại đợt này chỉ còn 55 triệu đồng thôi thưa quý vị bạn. Ngoài ra thì còn tặng kèm đầy đủ bao gồm dây dẫn, phụ kiện và setup nếu như khu vực nội thành. Anh em ở xa thì bên em sẽ free ship để chúng ta có thể nhận hàng và cắm nghe luôn, không cần phải mất thêm chi phí nữa. Hãy liên hệ trực tiếp với Báo Hồng Audio để được tư vấn kỹ càng hơn nữa nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc đến từ Marang Stereo 70S và JBL L82 Classic. Em sẽ thử test từ TV phát ra, sau đó sẽ thử stream online từ điện thoại ra để chúng ta trải nghiệm nhé. Một trong hai cái nguồn phát, hai trong số những cái nguồn phát rất được anh em ưa chuộng ngày nay. You
Side.